vú sữa Mika, cây ghép chui cành nha. Trên tay của Ly đây là cái cây giống vú sữa Mika nè. Hàng ghép chui như thế này quý bà con chúng ta trồng mà chăm sóc tốt 18 tháng mình để trái được nha. 18 tháng mình để trái được, tuy nhiên nó sẽ ra hoa ra trái sớm hơn nữa nha. Nhưng mà 18 tháng mình để thì cây nó sẽ khỏe hơn. Chiều cao của lô cây vú sữa Mika trước màn hình là cây này nó cao khoảng 3 gan rưỡi tay, tức là cao khoảng 70 cm. Lô này thì cao từ 60 cm đến 80 cm thì tùy theo cây. Nhưng mà Ly cũng đôn đầu nó cũng ngang ngang với nhau hết. Tức là mình nhân giống xuống ha, là mình phải cắt cái đầu, mình nuôi lại lần cho hai bên nè. Nó sẽ tẻ ra những cái lá mới, những cái chồi mới giống như thế này. Là cây của mình nó khỏe rồi, quý bà con chúng ta về trồng là nó không có hao. Thậm chí là trên cây nó đang có hoa luôn nè. Đó, đang có hoa rất là nhiều. Một nhánh cây rất là lực nè, quý bà con chúng ta nhìn thấy không? Một nhánh cây rất là lực, đang có hoa. Đó, đang có hoa tính tỏ là bên trung tâm cây giống đã nhân giống, đã chui cái nhánh này trên cái cây đang có hoa, đang có trái ha. À, nên cái cây này nó già rồi, nên quý bà con chúng ta về trồng rất là khỏe, rất là dễ ra hoa đổ trái luôn. Một lô cây này thì còn đâu đó khoảng hơn 1000 cây thôi, không có nhiều. Nếu như anh chị nào chúng ta quan tâm á, thích trồng giống vú sữa Mika thì có thể là liên hệ trung tâm cây giống theo hai số hotline hiện trên màn hình ha. Ôi ôi, ghế nè, anh Nam thấy ghế không? Quay thấy không? Ghế nó nhú nè, trắng xóa luôn. Cây rất là khỏe nha bà con. Cái gốc thì nó cỡ cái ngón tay giữa, cái ngón tay giữa với ngón kế, ngón út. Cây rất là đẹp ha. Vú sữa Mika thuộc cây giống dễ trồng nha. Bạn này nó phù hợp với vùng đất bị nhiễm phèn, vùng nước lợ nè, hoặc khu vực miền Bắc mình có thể là trồng được cái cây giống vú sữa Mika này luôn. Anh chị này chúng ta thích trồng chậu mình cũng có thể là trồng chậu được, với điều kiện là trồng chậu theo kiểu bonsai nha. Nó không có trái nhiều giống như trồng đất, nhưng mà con cái tàn của nó cũng không có rộng giống như là mình trồng đất được, tại vì trồng trong chậu cái dinh dưỡng của nó sẽ hạn chế. Bên Ly có dạng cây to nữa nha, cây to cây lớn luôn. Cây mà mình lấy về mình trồng thêm khoảng chừng 3 đến 4 tháng nữa là cây nó sẽ ra hoa đậu trái, Ly có luôn ha. Thậm chí là có những cây nó đang có hoa trên cây luôn. Anh chị này chúng ta thích trồng kinh tế thì mình lấy cây giống nhỏ. Còn mình thích trồng cái cây to, cây lớn nha, thì mình lấy cái cây giống to nha. Cây giống như thế này Ly giao lưu cho quý bà con chúng ta là 75.000 một cây. Còn cái cây vú sữa Mika dạng cây trôi, cây lỏ là 800k đến 1,5 triệu ha. Có cây to hơn nữa thì tùy theo anh chị là chúng ta đầu tư cái thể loại cây giống như thế nào. Mình muốn trồng cây lớn thì mình có thể là kết nối theo hai số hotline hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống chụp hình ảnh cho quý bà con chúng ta xem cây lại một lần nữa ha. Còn cái khoảng cách trồng mà cái cây vú sữa Mika này, quý bà con chúng ta trồng khoảng cách là 5m là tối thiểu. Còn nếu như mà mình trồng đúng, trồng chuẩn là trồng khoảng cách là 6m nha. Tại vì tuổi thọ của bên này rất là cao, trái nó rất là nhiều. Từ năm thứ ba đổ lên á là năng suất trên cái cây vú sữa Mika của mình là nó mới cao, nó mới nhiều được nha. Lúc đó là mình để tầm khoảng là 100, thậm chí là vài trăm trái trên một vụ trái trên cái cây vú sữa Mika. Giá trị của bên này cũng rất là cao. Bên trong ruột thì nó sẽ màu tím nha, màu tím than là gần cái vỏ bên ngoài. Mình ăn mình gọt cái lớp vỏ mỏng thôi. Mình sắc miếng rồi mình ăn rất là ngon. Mình ăn là mình bỏ chỉ có vài cái hạt thôi, nó không có cái còi trắng ở bên trong nha. Vú sữa lò rèn thì nó có cái còi trắng bên trong, vú sữa này nó không có cái còi trắng bên trong. Đặc biệt là nó khô mủ, nó chính là nó khô queo cái mủ lại. Người ta còn gọi là vú sữa Mika không mủ ha bà con. Thì ngày hôm nay Ly chia sẻ về lô vú sữa Mika không mủ, giá bán của bên trung tâm cây giống là 75k trên một cây. Hàng gấp chui cành, mình trồng 18 tháng để trái được nha. Cô chú anh chị nào chúng ta quan tâm cần liên hệ mua giống thì cứ việc gọi vào hai số hotline hiện trên màn hình ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.